Kính chào quý vị, rất hân hạnh được gặp lại quý vị trong chương trình 60 giây của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình sáng Chủ nhật ngày 15 tháng 11 năm 2020 sẽ chuyển đến quý vị những nội dung đáng chú ý sau đây. Các tỉnh miền Trung khẩn trương di dời dân ứng phó bão số 13. Chương trình Trái tim hồng tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng thu hút hơn 200 tình nguyện viên. Cháy lớn tại công ty gỗ ở thành phố Thuận An, Bình Dương. Thưa quý vị, hồi 4 giờ sáng nay, vị trí tâm bão cách Đà Nẵng khoảng 89 km, Thừa Thiên Huế khoảng 55 km, Quảng Trị khoảng 80 km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9, tức là từ 60 đến 90 km/h, giật cấp 12. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 100 km tính từ tâm bão. Do ảnh hưởng của bão số 13 tại đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi đã có gió mạnh cấp 9, giật cấp 11. Ở đảo Cồn Cỏ có gió mạnh cấp 7, giật cấp 10. Trên đất liền ven biển Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng có gió mạnh cấp 7, 8, giật cấp 9, 10. Ở các tỉnh Trung Trung Bộ đã có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 100 đến 150 mm. Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15 đến 20 km, đi vào đất liền các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đến 16 giờ hôm nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khu vực Thượng Lào, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, từ 40 đến 50 km/h, giật cấp 8. Mặc dù không đổ bộ trực tiếp vào đất liền tại khu vực thành phố Đà Nẵng, tuy nhiên từ đêm qua, bão số 13 đã gây mưa to, gió lớn trên khắp thành phố, đặc biệt là quận Sơn Trà, khu vực ven biển. Nhiều cây xanh trụ điện ngã đổ khiến ách tắc một số tuyến đường, tình trạng mất điện đã xảy ra. Bắt đầu từ 9 giờ tối ngày 14 tháng 11, thành phố Đà Nẵng đã phong tỏa chặn hết tất cả các ngã đường dẫn vào các cây cầu bắc qua sông Hàn. Việc không cho dòng người qua lại giữa hai bờ sông nhằm đảm bảo an toàn trong thời điểm bão số 13 đang tác động rõ rệt đến thành phố Đà Nẵng. Trước đó, bắt đầu từ 8 giờ tối, mưa to và gió lớn khiến cây xanh ngã đổ, một số khu vực đã mất điện. Lực lượng chức năng đã xuống đường để yêu cầu người dân trở về nhà đảm bảo an toàn. Trong khi đó, tại khu vực ven biển đã ghi nhận sóng to, gió lớn, sóng biển cao từ 7 đến 8 mét rất nguy hiểm. Rất may, toàn bộ tàu cá của cư dân đã được gia cố, chặn néo ở vị trí an toàn, nên tính đến thời điểm này, thành phố Đà Nẵng chưa có ghi nhận thiệt hại nặng nề về tài sản. Sáng nay, 15 tháng 11, mưa to và gió mạnh vẫn còn xuất hiện. Người dân cần hết sức lưu ý, tuyệt đối không chủ quan, chủ động bảo vệ tính mạng và tài sản. Trước diễn biến phức tạp của bão số 13 mang tên Vàm Cỏ đang tiến nhanh vào đất liền với sức gió mạnh nhất cấp 13, giật cấp 16. Thì lãnh đạo tỉnh Quảng Bình cùng Bộ đội Biên phòng tỉnh đã yêu cầu di dời toàn bộ 34 hộ dân bản sắc xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh ra khỏi vùng sạt lở. Đến 14 giờ chiều hôm qua, 34 hộ dân ở bản sắc đã hoàn tất việc di dời đến bản Cổ Tràng và trường phổ thông dân tộc bán trú, tiểu học Trường Sơn. Chỉ đạo đồn biên phòng Lăng Mô phối hợp với Ủy ban nhân xã Trường Sơn tiến hành là di dời toàn bộ bản sắt về các cái trụ sở trường học, nơi các cái nhà kiên cố. Xã quyết định là cấp gạo và lương thực thực phẩm để cho các hộ tại điểm trường phổ thông dân tộc bản trú tiểu học Trường Sơn trong vòng 2 ngày và cũng cắt cử lực lượng cấp giường nấu ăn hỗ trợ cho bà con. Tỉnh Quảng Bình mong muốn bà con nỗ lực khắc phục khó khăn, phối hợp tốt với các lực lượng trong quá trình di dời và tổ chức tái định cư, đồng thời yêu cầu các đơn vị liên quan ngay sau bão cần khẩn trương triển khai kế hoạch tái định cư cho bản sắc, có khảo sát địa chất, đảm bảo vị trí mới phải tuyệt đối an toàn, tránh nguy cơ ngập lụt và sạt lở. Tại Thừa Thiên Huế, đến chiều ngày 14 tháng 11, toàn tỉnh đã hoàn thành việc di dời gần 21.300 hộ dân với gần 71.000 nhân khẩu đến nơi an toàn. Tại xã Phong Hải, huyện Phong Điền, hàng trăm cán bộ chiến sĩ bộ đội cùng chính quyền và người dân địa phương nỗ lực khắc phục nhiều khu vực bờ biển đang bị xâm thực nghiêm trọng để giảm thiểu thiệt hại khi bão số 13 dự kiến đổ bộ vào đây. Tại đây, sóng biển ăn sâu vào đất liền 40 mét, uy hiếp khoảng 62 hộ dân. Hơn 10.000 bao cát đã được sử dụng để gia cố tạm thời nhiều đoạn đê kè bị hư hại. Từ hỗ trợ của các lực lượng, công an quân sự và các địa phương đã về phối hợp để mà giúp cho bà con. Thì bà con chúng tôi rất là xúc động. Đã tăng cường cái lực lượng cùng với lực lượng tại chỗ của địa phương để tập trung mà gia cố các cái điểm sung yếu có thể là làm ảnh hưởng đến tính mạng tài sản của bà con nhân dân.
Hiện các lực lượng chức năng tiếp tục hỗ trợ người dân chằng chống nhà cửa, neo đậu tàu thuyền, di dời các hộ trong vùng nguy hiểm đến nơi an toàn, chủ động phòng chống thiên tai theo phương châm 4 tại chỗ. Tiếp tục cùng với các lực lượng khác để tham gia khắc phục trên các tuyến biển trên địa bàn tỉnh chúng ta để góp phần cùng với là các lực lượng để giữ vững được tuyến biển, đảm bảo cuộc sống ổn định cho bà con nhân dân. Hiện đoạn bờ biển trên địa bàn này cơ bản được xử lý xong. Trái tim hồng tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng là chủ đề chương trình khám chữa bệnh miễn phí do Thành đoàn và Hội Thầy thuốc trẻ Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức, thu hút hơn 200 tình nguyện viên là các y bác sĩ, nhân viên y tế trẻ đang công tác tại các bệnh viện trên địa bàn thành phố tham gia. Diễn ra đồng loạt tại 24 quận huyện ở Thành phố Hồ Chí Minh, trong đó Củ Chi là điểm chính. Chương trình thực hiện khám chữa bệnh và phát thuốc miễn phí cho trẻ em, người cao tuổi và người dân có hoàn cảnh khó khăn. Chắc hẳn có nhiều người là không đủ điều kiện để đi tới chỗ để thăm khám, nên cái kỳ lần miễn phí này em cảm thấy mình may mắn. Ngoài ra, chương trình còn thăm khám, tặng quà cho các bà mẹ Việt Nam anh hùng, tuyên truyền, phổ biến cách phòng tránh các bệnh lý dễ lây lan trong cộng đồng. Nó cũng khá nhiều ý nghĩa đối với bản thân. Thứ nhất là nó sẽ trao dồi cho mình thêm những cái kinh nghiệm bản thân về đi môi trường thực tế, tiếp xúc với bà con trong xã hội, trong cộng đồng, địa phương mình sinh sống. Thứ hai là giúp ích cho hoàn cảnh của nhiều người không có điều kiện, như họ đường xá xa xôi, họ không có đi đến bệnh viện họ khám được. Đây là năm thứ 8 chương trình được tổ chức. Qua đó đã khắc họa hình ảnh người thầy thuốc hành động vì cộng đồng. Từ đó, truyền lửa cho thế hệ y bác sĩ trẻ thêm nhiệt huyết cống hiến hết mình cho ngành y nước nhà. Thưa quý vị, Bộ Công an đang tiến tới bỏ quản lý dân cư bằng sổ hộ khẩu giấy trong quản lý dân cư để thống nhất việc quản lý bằng mã số định danh cá nhân. Việc làm này được kỳ vọng sẽ lợi đôi đường cho cả cơ quan quản lý nhà nước và người dân, giúp cơ quan quản lý thủ tục hành chính dễ dàng quản lý thông tin, địa chỉ của người dân, giải quyết nhanh chóng các thủ tục hành chính. Theo dự thảo luật cư trú sửa đổi, có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2021, việc quản lý cư trú sẽ được chuyển từ phương thức bằng sổ hộ khẩu giấy sang sử dụng mã số định danh cá nhân. Dự thảo này đã nhận được sự đồng tình của đông đảo người dân. Không cần phải đến tận cái nơi đấy, cái ủy ban phường xã đó, mình có thể ngồi nhà, mình lên mạng, mình check thông tin, thế rồi mình khai báo các thứ vào và chỉ cần hẹn giờ ngày mình đến lấy thôi. Thì như vậy mình giảm tiện được rất nhiều. Công tác quản lý bằng điện tử sẽ giúp cho công an có điều kiện để cập nhật thông tin công dân về thường trú một cách nhanh nhất, giúp cho công có quản lý được chính xác và kịp thời. Để việc chuyển đổi này thực sự có hiệu quả thì còn rất nhiều việc phải làm, đặc biệt là phải xây dựng cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, cụ thể là cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Quá trình triển khai thực hiện rất cần một lộ trình cụ thể, tránh gây phiền hà cho người dân. Theo kết quả bình chọn Giải thưởng Du lịch Thế giới lần thứ 27 khu vực châu Á năm 2020, Việt Nam đứng đầu khu vực châu Á tại cả 3 hạng mục về di sản, ẩm thực và văn hóa. Việc gia tăng sự nhận diện Việt Nam trên phạm vi toàn cầu thông qua việc góp mặt liên tiếp trong các giải thưởng quốc tế là phương thức hiệu quả mang lại ấn tượng tốt đẹp cho du khách ngay từ khi họ đang tìm kiếm thông tin về Việt Nam. Đây là tiền đề quan trọng để du lịch Việt Nam bứt phá sau COVID-19. Dù bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, tuy nhiên với những giải thưởng của Tổ chức Du lịch Thế giới, Việt Nam tự hào khi tiếp tục khẳng định được sức hút của mình với đông đảo du khách quốc tế. Là thế mạnh để trong cái giai đoạn tới sau COVID, chúng ta tiếp tục khai thác và phát huy nó trở thành những cái yếu tố lợi thế cạnh tranh. Trong những năm qua, du lịch văn hóa luôn là một trong những loại hình hấp dẫn nhất. Tất cả mọi vùng miền trên Tổ quốc Việt Nam chúng ta, mỗi nơi mà Hân đã từng được đi qua, Hân thấy rằng nó đều rất là thấm đẫm những cái nét đẹp văn hóa rất là lâu năm, lâu đời của từng vùng miền. Điều đặc biệt ở Việt Nam đó là nền văn hóa phong phú ở ba miền Bắc, Trung, Nam. Nền văn hóa thể hiện trong phong cảnh, kiến trúc, trong ẩm thực, âm nhạc hay cả trong những thức vải. Đối với những tổ chức hay công ty lữ hành nước ngoài đến Việt Nam thì có rất nhiều lựa chọn. Việc Việt Nam vinh dự sở hữu nhiều hạng mục điểm đến hàng đầu châu Á trong khuôn khổ Giải thưởng Du lịch Thế giới tại thời điểm này chính là lợi thế, là cơ hội vàng để lan tỏa rộng rãi hình ảnh Việt Nam an toàn và hấp dẫn tới đông đảo bạn bè quốc tế. Tiếp theo trong chương trình, nghi phạm tẩm xăng cướp ngân hàng khai nợ số đề. Xe tải nổ lốp lật ngang, giao thông ùn tắc trên cao tốc.
Một công ty chuyên sản xuất đồ gỗ nội thất đã bốc cháy dữ dội vào tối qua ngày 14 tháng 11. Nhiều đồ đạc bị thiêu rụi trong nhà xưởng rộng khoảng 2.000 m2 của công ty và nhà dân sát bên bị đe dọa. Vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 19 giờ 50 phút tại công ty sản xuất đồ gỗ tại đường Thuận Giao 24, phường Thuận Giao, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Thời điểm trên, công nhân đang làm việc trong nhà xưởng thì khói bắt đầu tỏa ra rồi lửa nhanh chóng bao trùm cả nhà xưởng. Công nhân cùng nhau dập lửa tại chỗ nhưng bất thành. Nhận tin báo, đội phòng cháy chữa cháy thành phố Thuận An đã điều động khoảng 10 xe chữa cháy cùng nhiều chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Do nhà xưởng chứa toàn gỗ nên công tác cứu hộ gặp rất nhiều khó khăn. Vụ hỏa hoạn khiến đồ gỗ trong nhà xưởng rộng khoảng 2.000 m2 bị thiêu rụi gần như hoàn toàn. Như chương trình 60 giây đã đưa thông tin vào sáng hôm qua 14 tháng 11, một thanh niên bất ngờ xông vào chi nhánh ngân hàng Tiên Phong TP Bank ở quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh, dọa tắm xăng lên người và tự đốt để cướp tài sản. Theo thông tin mới từ cơ quan điều tra, nghi phạm của vụ cướp khai do đánh số đề, thiếu nợ nhiều người 200 triệu đồng nên đi cướp. Chiều ngày 14 tháng 11, Đại tá Nguyễn Nhật Thành, trưởng công an quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Bình Tân đang tạm giữ nghi phạm Lê Tấn Tài, 36 tuổi, ngụ tỉnh An Giang, tạm trú tỉnh Long An, để điều tra hành vi cướp tài sản. Bước đầu, Tài khai nhận bản thân có máu đỏ đen, thời gian sống ở huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, Tài có nợ nần do đánh số đề, thiếu nợ nhiều người 200 triệu đồng. Sáng 14 tháng 11, Tài nảy sinh ý định đi xe máy từ huyện Đức Hòa lên thành phố Hồ Chí Minh cướp ngân hàng để có tiền trả nợ, tiêu xài. Để thực hiện kế hoạch cướp ngân hàng, Tài mua một can xăng loại 5 lít để trong ba lô. Trên đường đi, Tài nghĩ cứ thấy ngân hàng nào vắng thì cướp, chứ không có chuẩn bị điều nghiên trước đó. Khi đến đường Trần Văn Dầu, Tài thấy ngân hàng TP Bank vắng nên để xe máy gần đó, đi bộ vào ngân hàng, cướp và bị bắt giữ. Hiện công an quận Bình Tân tiếp tục điều tra xử lý. Công an thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long vừa ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 tháng đối với Lê Văn Dũng, 48 tuổi và Lương Lê Tuấn Huy, 38 tuổi, cùng ngụ phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ để điều tra về hành vi cướp giật tài sản. Trước đó, Dũng và Huy điều khiển xe máy từ thành phố Cần Thơ sang tỉnh Vĩnh Long với mục đích cướp giật vé số để bán lấy tiền tiêu xài. Khi đến cầu vượt quốc lộ 54 đoạn thuộc phường Đông Thuận, thị xã Bình Minh, cả hai phát hiện ông Bùi Hữu Ơn, 55 tuổi, đang đi bộ bán vé số nên liền tiếp cận và yêu cầu ông Ơn đưa cọc vé số cho Dũng cầm để chọn số. Lợi dụng lúc ông Ơn mất cảnh giác, Dũng lấy cọc vé số 125 tờ phóng lên xe để Huy chở tẩu thoát về thành phố Cần Thơ. Sau đó, Huy mang bán cho những người bán vé số dạo tại quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ rồi chia nhau tiền tiêu xài. Hai đối tượng còn khai nhận đã thực hiện nhiều vụ cướp giật vé số tương tự. Được biết, Dũng có 2 tiền án về tội cướp giật tài sản, trộm cắp tài sản. Huy có 1 tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Ngày 14 tháng 11, một vụ trộm máy cắt sắt bất thành xảy ra tại thôn 4, xã Thống Nhất, huyện Bù Đăng, Bình Phước đã được camera nhà dân ghi lại. Một đối tượng thanh niên bịt kín khẩu trang vào một xưởng cơ khí cố gắng lấy trộm máy cắt sắt, nhưng sau 3 lần không thể bê được ra ngoài, tên trộm đã phải bỏ cuộc vì mục tiêu quá nặng. Theo trình bày của anh Nguyễn Lương Kim, ngụ thôn 4, xã Thống Nhất, huyện Bù Đăng, chiều ngày 14 tháng 11, khi về nhà, anh phát hiện chiếc máy cắt của mình bị xê dịch và dây điện đã được rút ra, cuốn vào máy. Thấy bất thường, anh kiểm tra lại camera của nhà, thì phát hiện khoảng 11 giờ 20 phút trưa cùng ngày, có hai đối tượng đi trên một xe máy. Khi đến trước cửa nhà, không thấy ai bên trong, một đối tượng đứng ngoài cảnh giới để đồng bọn vào trong. Đối tượng này đã chọn vật giá trị nhất, đó là cái máy cắt sắt. Tuy nhiên, do chiếc máy có trọng lượng 76kg, đối tượng này sau 3 lần cố gắng vẫn không thể mang ra ngoài nên đã bỏ cuộc, đi ra ngoài nhanh chóng biến mất cùng đồng bọn. Một người đàn ông đi xe máy đã tử vong sau khi tự gây tai nạn khiến xe máy văng xa hàng chục mét. Khoảng 21 giờ ngày 14 tháng 11, trên quốc lộ 13, đoạn qua phường Lái Thiêu, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, xe máy biển số 38B109219 do một người đàn ông 40 tuổi điều khiển, lưu thông trên quốc lộ 13 theo hướng từ Bình Dương đi thành phố Hồ Chí Minh. Khi xe lưu thông đến phường Lái Thiêu thì nạn nhân tự gây tai nạn khiến xe máy văng xa hàng chục mét vào lề đường. Người đàn ông bị thương nặng được chuyển đi cấp cứu nhưng đã tử vong ngay sau đó. Do nạn nhân không mang theo giấy tờ tùy thân nên chưa rõ danh tính. Người dân cho hay, thời điểm xảy ra tai nạn, họ phát hiện người đàn ông nằm cách xa xe máy hàng chục mét. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ. Chiều qua trên đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, đoạn qua địa bàn thành phố Tân An, tỉnh Long An, một chiếc xe tải bị nổ lốp rồi lật ngang trên đường. Vụ tai nạn không gây thiệt hại về người nhưng giao thông ùn tắc nghiêm trọng. Khoảng 15 giờ 40 phút,
xe ô tô tải đang lưu thông trên đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương hướng đi từ Tiền Giang về Thành phố Hồ Chí Minh. Khi xe đang đi qua khu vực trên thì bị nổ lốp nên va chạm vào dải phân cách bên phải đường rồi lật ngang. Sau tai nạn, chiếc xe tải nằm chắn ngang chiếm hết hai làn đường số 1 và số 2 trên đường cao tốc, khiến hàng loạt phương tiện các loại phải lưu thông trên làn đường dừng khẩn cấp, xảy ra tình trạng ùn ứ kéo dài. Nhận được tin báo, đội tuần tra đảm bảo giao thông cứu hộ cứu nạn đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương kịp thời tiếp cận hiện trường, phối hợp các đơn vị nghiệp vụ có liên quan tiến hành điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Cây thông Giáng sinh 2020 tại trung tâm Rockefeller đã chính thức lộ diện. Hôm qua, một cây thông ở ngoài ô Manhattan, New York đã được lựa chọn và đốn hạ để chuẩn bị cho sự kiện Giáng sinh năm nay. Theo truyền thống, cây thông được chọn là giống cây có nguồn gốc từ Na Uy. Cây thông vừa được đốn hạ cao 23 mét thuộc quyền sở hữu của công ty Daddy and General Store. Được biết, cây thông đang trên đường về thành phố và sẽ chính thức lên đèn vào cuối tuần này. Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 khiến cho bầu không khí cuối năm trở nên u ám, thì việc cây thông Noel thắp sáng chắc chắn sẽ mang đến nguồn năng lượng tích cực và ấm áp trong mùa đông. Chủ sở hữu của trung tâm Rockefeller cho biết thông tin chi tiết về lễ thắp sáng cây sẽ được công bố trong những ngày tới. Trong đó, không khí Giáng sinh cũng đã đến với xứ sở sương mù Anh Quốc. Đường phố tại thủ đô London đã được trang hoàng bằng những ánh đèn neon nhấp nháy huyền ảo. Tuy nhiên, do lệnh phong tỏa nên đường phố không còn vẻ nhộn nhịp đông người vốn thấy. Người dân Anh đang rất hy vọng vào thời điểm lệnh phong tỏa toàn quốc chấm dứt, sớm nhất là ngày 2 tháng 12. Tại Brazil, các fan hâm mộ của bộ truyện Harry Potter đã nghĩ ra một cách đầy ấn tượng để di chuyển trên những con phố đông đúc. Cụ thể, những cây chổi bay tự chế của họ đã khiến nhiều người đi đường phải ngoái đầu. Những con phố ở Sao Paulo bất ngờ trở nên vui nhộn hơn khi hai người đàn ông trong trang phục sơ mi cà vạt lướt đi trên những cây chổi bay tự chế, lấy cảm hứng từ bộ truyện Harry Potter. Hai tác giả của ý tưởng này là anh Vinicius Santos, 39 tuổi, và Alexandro Russo, 28 tuổi. Để điều khiển phương tiện này, hai người chỉ cần nghiêng về hướng họ muốn đi. Khi chuyển động, những chiếc chổi khiến nhiều người liên tưởng đến những trận đấu Quidditch nảy lửa, môn thể thao nổi tiếng trong thế giới phép thuật của nhà văn J.K. Rowling. Nó mang lại một cảm giác rất tự do, vì tôi cảm thấy như mình đang bay qua các con phố. Nó cũng đòi hỏi khả năng giữ cân bằng, nhưng khi đã quen rồi thì rất tuyệt vời. Tuy nhìn đơn giản, nhưng chiếc chổi có thể đạt tốc độ tối đa 60 km/h. Hiện Russo và Santos đang lên kế hoạch bán những chiếc chổi bay này với giá khoảng 743 đô la Mỹ một chiếc. Họ cũng hy vọng một môn thể thao gần giống với Quidditch sẽ sớm ra đời nhờ sáng kiến này. Tin vui dành cho người hâm mộ series phim truyền hình Friends đình đám. Mới đây, một nam diễn viên chính trong phim đã hé lộ về sự trở lại của toàn bộ dàn diễn viên chính trong một dịp đặc biệt. Trên trang Twitter cá nhân, nam diễn viên Matthew Perry đã công bố một tin vui khiến người hâm mộ đứng ngồi không yên. Anh viết rằng ekip của series phim Friends đã lên kế hoạch trở lại vào đầu tháng 3. Mọi việc trông có vẻ như là một năm bận rộn và anh rất háo hức và thích điều đó. Được biết, sau nhiều năm trời, dàn diễn viên chính sẽ quy tụ trong một tập phim đặc biệt. Nhiều nguồn tin tiết lộ tập phim này lẽ ra đã được bấm máy từ tháng 8 năm nay, nhưng vì dịch Covid-19 nên đã phải hoãn quay lại đến tháng 3 năm sau. 6 giờ sáng nay, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết đã ghi nhận 9 ca mắc mới COVID-19 là người nhập cảnh từ Nga, Nhật và Qatar được cách ly ngay. Việt Nam đã có 1.265 bệnh nhân COVID-19 và đã chữa khỏi cho 1.101 bệnh nhân. Đến nay, nước ta đã có 73 ngày liên tiếp không ghi nhận ca mắc COVID-19 trong cộng đồng. Trong khi đó, tổng số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây COVID-19 trên toàn cầu đã vượt 54 triệu ca. Đêm qua, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại một bệnh viện điều trị cho các bệnh nhân COVID-19 ở thành phố Piatra Neamț của Romania. Giới chức địa phương cho biết đã có ít nhất 10 người thiệt mạng và 7 người khác bị thương nặng. Nhà chức trách cho biết đám cháy đã lan rộng qua khu chăm sóc đặc biệt dành cho những người mắc COVID-19 tại một bệnh viện công ở phía bắc thành phố. Theo thông tin ban đầu, đa số các nạn nhân đều là bệnh nhân đang điều trị tại đây. Bộ trưởng Bộ Y tế Nelu Tataru cho biết ngọn lửa rất có thể đã bùng phát từ một mạch điện ngắn. Theo hãng tin Sky News, một trong số những người bị thương là bác sĩ đang trực tại bệnh viện. Truyền thông địa phương cho biết, bác sĩ này đã cố gắng cứu các bệnh nhân khỏi đám cháy, hiện đang trong tình trạng nguy kịch và bị bỏng nặng. Nhà chức trách đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình 60 giây sáng nay. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình 60 giây buổi chiều với các thông tin cập nhật trong ngày.
Chúc quý vị một ngày Chủ nhật thật nhiều niềm vui. Xin kính chào tạm biệt.